Để chuẩn bị nghi lễ khai mạc, chào cờ và mặc niệm, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên và chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Please stand up to get ready for national anthems. Để chuẩn bị làm lễ tượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Tất cả chú ý nghe, chào tay, chào. Quốc ca Hoa Kỳ, tượng kỳ Hoa Kỳ. Oh say can you see. Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây là lễ đặt vòng hoa tại đài Tử Sĩ. Chúng tôi trân trọng kính mời Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch Hội đồng đại diện tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi trân trọng kính mời Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Thiên, trưởng ban tổ chức. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Peter McHugh, người bảo trợ cho địa điểm hôm nay, tiến lên đặt vòng hoa tại đài Tử Sĩ.
lễ đặt vòng hoa tại đài tử sĩ để tưởng niệm và tri ân quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu. Tất cả nghiêm. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức của các tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, để tri ân các anh hùng tử sĩ đã vĩ quốc phong thân, để tiếp thương quân dân cảm chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết đớn đau trong các ngục tù cộng sản, để ngầm ngùi tiếp thương những thuyền nhân, những bộ nhân đã gửi thân nơi góc núi ven rừng, trong biển sóng mênh mông, trong những cuộc vượt thoát tìm tự do đầy máu và nước mắt. Please join us in a moment of silence to remember the sacrifices of the Vietnamese people, soldiers, and more than 58,000 American and allied soldiers who bravely fought and lost their lives in the Vietnam War for the freedom and democracy of Vietnam. To remember more than half a million of Vietnamese people who lost their lives on their way seeking for freedom after the fall of Saigon. The moment of silence begins. Phút mặc niệm để vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. 14.300 lương dân vô tội đã nằm xuống trong biển cổ màu thân kinh hoàng tan tóc 40 năm trước đây. Và sau cùng, phút mặc niệm hôm nay, đặc biệt để tôn vinh những anh hùng tử, những khí hùng bất tử, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Thiếu tướng Lê Văn Hưng, Thiếu tướng Trần Văn Hai, Thiếu tướng Lê Nguyên Vị, Trung tá Cảnh sát Quốc gia Nguyễn Văn Long, Trung tá Cảnh sát Quốc gia Đặng Sĩ Vĩnh, và biết bao nhiêu anh hùng tử sĩ đã tuấn tiết nêu cao gương liệt liệt trung dũng, làm rạng ngời đáng sử quân sự Việt Nam Cộng Hòa, và đồng tưởng niệm quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức hại từ biển cổ 30 tháng 4 năm 1975. Phục mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đặt vòng hoa trở về vị trí. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị an tọa. Cách non sông tổng cô nhập mùi thời đất.
rồi. Chúng tôi trân trọng kính mời và kính giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Tiên qua diễn văn của trưởng ban tổ chức. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện các cơ quan chính quyền địa phương, kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý vị hội đoàn đoàn thể, quý đồng hương, quý cơ quan truyền thông báo chí và toàn thể anh chị em thanh niên bạn trẻ thân mến. Kính thưa quý vị, Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã đưa đại họa Cộng sản áp đặt trên quê hương Việt Nam cách đây 33 năm. Bọn chúng đã thống trị quê hương Việt Nam suốt 33 năm qua. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm 75, một biến cố đau thương nhất trong lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam. Sau ngày đó, hàng trăm ngàn cán bộ quân cán chính bị Cộng sản Việt Nam đầy ải trong các nhà tù khổ sai. Hàng triệu đồng bào Việt Nam bị đầy ải trong các vùng kinh tế mới. Và hàng triệu người không chấp nhận đại họa Cộng sản đã đành bứt ruột bỏ đất nước ra đi. Trải qua biết bao nhiêu căm thù, những căm nỗi tủi nhục, đau thương để trả giá cho hai chữ tự do. Và không ít trong số những người đó đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Kính thưa quý vị, 33 năm qua, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại với những nỗ lực phi thường và đã đạt được những thành công đáng kể. Trong khi đó, ở quốc nội, bạo quyền Cộng sản Việt Nam đã tàn phá quê hương, đã phá hủy tất cả những văn hóa thuần phong mỹ tộc tốt đẹp của dân tộc và đưa nhân dân Việt Nam đến một cuộc sống cùng cực chưa từng bao giờ thấy. Nhưng may mắn thay, cho đến nay người trẻ ở trong nước đã vươn mình lên, không ngại những gông cùm, những đe dọa, những bạo lực mà ngụy quyền Cộng sản hăm dọa. Chúng ta cũng có những vị lãnh đạo tinh thần uy dũng như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, như Hòa Thượng Thích Quảng Độ và biết bao nhiêu người trẻ Việt Nam hàng hàng lớp lớp như Lê Thị Công Nhân, như luật sư Nguyễn Văn Đài, như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Những người từ trong lòng dân tộc đang vươn lên, nói lên sự quyết tâm không chấp nhận chế độ Cộng sản và luôn luôn can đảm đứng lên tranh đấu đòi cho được quyền làm người. Tình hình thế giới đã thay đổi. Tất cả những dân tộc còn đang sống trong chế độ độc tài đã đang đứng lên để tranh đấu đòi quyền làm người, đòi dân chủ và nhân quyền, và được sự quan tâm của cộng đồng thế giới một cách mạnh mẽ. Đây là cơ hội cho toàn dân Việt Nam chúng ta, từ trong quốc nội cũng như hải ngoại, với quyết tâm từ ở trong nước, với sự hy sinh cao cả và lòng quyết tâm của đồng bào ở hải ngoại, luôn luôn hướng về quê hương, dọn đường để trở về giải phóng đất nước. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các tổ chức quốc tế, chúng tôi nghĩ rằng giờ phút này cơ hội để dân tộc Việt Nam làm nên biến cố lịch sử, chấm dứt đại họa Cộng sản trên quê hương Việt Nam, cơ hội đã đến. Chúng tôi
kêu gọi, và chúng tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết vững chắc của chúng ta đạt được ngày hôm nay, chúng ta sẽ đạt được một sức mạnh để làm nên biến cố lịch sử mà chúng ta mong muốn. Vận nước có lúc suy lúc thịnh, lúc thăng lúc trầm, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Dân tộc Việt Nam còn, văn hóa Việt Nam còn, thì đất nước Việt Nam còn. Kính thưa quý vị, chắc chắn với sự tin tưởng và với sự quyết tâm của chúng ta sẽ thắng được bạo quyền, ngụy quyền, cộng sản, và chắc chắn chúng ta sẽ giành lại được quê hương Việt Nam thực sự tự do, dân chủ và phú cường trong tương lai. Trân trọng kính chào, đoàn kết và quyết thắng. Kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam nói có tự do tôn giáo, nhưng chúng đàn áp tôn giáo. Cộng sản Việt Nam nó có tự do ngôn luận, nhưng chúng bịt miệng người dân. Nhưng chúng không thể bịt miệng cha Nguyễn Văn Lý khi ngài đã hô to đá đảo Cộng sản Việt Nam. Và chúng cũng không thể làm nhục chí các linh mục, trong đó có linh mục Phan Văn Lợi. Sau đây, ban tổ chức xin quý vị vui lòng lắng nghe trong vòng 6 phút tiếng nói của linh mục Phan Văn Lợi, được từ chuyển đi từ biển cổ đau thương Mậu Thân, Huế. Xin mở tép của cha Phan Văn Lợi.